Đâu đâu quay cho các bạn coi coi, xây sầm vòng từ từ. Nào à, bên này là quay vòng vòng cho bạn coi coi, bạn chưa thấy cái hình. Wow. Người Elsa là hình gì vậy ta? Mika cầm quay cho chị hai, cầm gì nè, quay chị con tháo nè, đó quay chứ, quay cho chị hai chứ đừng quay ấy nè. Công công nó mới mạnh, con chó làm gì mạnh, ba cũng còn tháo bằng dao, con còn tháo bằng tay luôn. Lên đây. Wow. Trời ơi, trong đó có cái gì vậy mấy bạn? Trời ơi, kẹo mút hình gì? Rồi Mina mở ra từng trang chơi, trong này có gì cho mấy bạn coi với. Mấy bạn quay nó tích cơ. Wow, đẹp quá vậy. Tích cơ. Ồ, trang khác, qua trang khác. Này các bạn nha nha. Wow, có màu. Wow, tô màu, có tô màu nữa nè. Wow, nhiều hình tô màu quá. Lát mình quay phim mình tô màu cho các bạn xem nha. À, bạn Mika đã tháo ra cái hạt gì đây? Rồi tối còn mà đâu có ăn đâu, đừng ăn nữa, để đó đi. Cầm kem chứ. Cầm ca hai cây rồi. Tôi đi nè, lấy gì vậy ta? Các bạn. Ví dụ hai cái này vậy bán trăm bì cho đâu cho mình xem đây người dạ nha. Ví dụ có mấy cái thẻ nè, thẻ thẻ mua cá hai trăm hai bài đăng ký. Wow, các bạn ơi, thẻ mấy cô gái nè. Mấy cô gái? 4, 5, 6, 7 cô gái. Đếm lại coi, mấy cô. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cô gái luôn. Toàn những cô gái đẹp không vậy ta? Doa có tên nữa kìa. Emma, Mia, Olivia. Chị mày ghép nha. Đúng một bộ dạng. Bạn em đang thiệt nhiều kẻ bán nhân viên nhìn các bạn nè. Các bạn còn thiếu con nhớ là một cái đó ở trên cái tủ con có một cái á, có một cái em xa nữa.
em bé có nhiều đồ chơi quá. Mình đang ghép Lego. Trong một cái kẹo mà nhiều các đồ chơi quá. Các bạn ghép Lego rồi cả nhà. Trời ơi. Trời ơi. Zombie cũng bị cho bắn rồi. Đó. Thấy chưa em bắn trúng rồi đó. Trời ơi, cô xe bắt luôn. Mình nhấn sắp vô nha các bạn. Bắt nè. Bắt nè ăn. Cái lấy chiếc xe thử coi xe chưa sao. Trời ơi, các bạn có con giếm nè. Con giếm đâu? Con gù nữa nè. Con gù đâu? Con đó là con sóc. Con sóc chứ không phải. Con gù nè các bạn. Cái này cái gì vậy? Dạ bây giờ mình hãy mở để ăn nhé. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem mình còn cái con gì nha. Đang tháo kẹo ra. Bây giờ mình đổ viên bi vô đây. Cho mình kéo. Mình thấy viên bi không? Đó, bây giờ mình kéo nó xuống, kéo cái này lui. Để nó sẽ vớt viên bi xuống. Mình có con này nữa nè. Các bạn ơi, mình có con này nữa nè. Mình có con này nữa, hai con. Mình có hai con rồi các bạn. Mình có hai con rồi. Thôi ba ba dở rồi mang gì? Thôi ba ba dở rồi mang gì? Đó là chút. Nè Mika, bỏ cái gì này cầm đây, chị ta chỉ cho nè. Mika bỏ vô đây. Rồi Mika kéo cái này, cầm cái kéo cái đằng sau này, cái cây đằng sau này kéo ra. Kéo cầm kéo lui á, kéo lui cầm cái kéo cái không kéo cái này nè, kéo cái này lui ra làm sao nè, đó. Nó xuống đây rồi nè, thấy không? Mika thấy nó xuống xong rồi Mika bắn. Đó. Các bạn mất trời nè, đó, thấy chưa? Nó bắn gì đó. Ừ. Rồi Mina thử bắn này nè, ba chỉ cho. Rồi. Rồi kẹo đúng không? Em bé đòi ăn kẹo đúng không? Em bé cầm về đi để ba dở kẹo cho. Cầm về buông cái tay này ra, cầm về nè. Đó, cầm về rồi. Hãy cầm về đi, cầm yên. Cầm yên đừng có quay vậy đó. Rồi, đây là cục kẹo cầu vồng. Rồi, em bé ăn thử coi vị màu gì nha. Trời đất ơi. Ủa, vị gì vậy, em bé? Vị chua. Cái gì chua hoài vậy ta? Vị chua. Ngon mà. Ngon hả? Wow, em bé Mina đã bắt được một em búp bê nữa rồi. Và em bé Mina đang gấp em búp bê. Rồi, xong chưa? Rồi Mina, Mina ơi. Dạ. Các bạn nhớ nhấn like và đăng ký kênh nha các bạn.